Xác định 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Xác định 1, 2. Đêm bao la rung đón thư tình cô, với mây chiều đông xiêu bước em đi, anh lại về đây trong kỷ niệm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, họ ghi lên 1, 2, 5, 6, 7, lên. Rồi hello, chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Hoàng Anu nhé. Tiếp tục các video thì ngày hôm nay em xin thông báo tất cả các bác, ngày hôm qua em bán được tất cả là 10 bộ mic của B3 rồi. Tiếp tục ngày hôm nay còn có đúng 5 bộ duy nhất thôi các bác nhá. 5 bộ duy nhất của B3 các bác nhá. Một dòng mic 6 số tự ngắt cảm biến gia tốc, mà bộ mic này hôm trước em đã có video giới thiệu các bác rồi. Tiếng cực kỳ hay luôn các bác nhá. Các bác cứ nhận hàng test kiểm tra thanh toán, các bác không cần phải đặt cọc gì cả. Em cam kết tất cả các bác trong tầm giá tiền ngày hôm nay, bộ mic B3 này cực kỳ là hay trong tầm giá tiền luôn. Các bác không cần phải cọc, các bác cứ nhận hàng test kiểm tra, hay thì các bác lấy, không hay các bác giải giúp em, ok chưa ạ? Thì đầu video các bác vui vẻ hộ xin một like nhá, các bác hộ xin một like. Và ngày hôm nay có 5 bộ mic của B3 này, rất là đẹp các bác nhá. Các bác nhìn ạ, rất là đẹp chưa, logo bật sáng các bác nhá, đúng không ạ? Tính năng của con này thì có volume to nhỏ của mic A, mic B, đúng không ạ? Dò kênh của kênh mic A, mic B và nút nguồn. Đằng sau sẽ hỗ trợ tất cả các đồng đầy đủ hết các bác nhá. Đây, cho các bác xem đầu thu trước ạ. Cho các bác xem đầu thu nhá. Đây, về ruột gan đi ạ. Đó, hộp sóng rất to luôn, gần như bao thuốc lá luôn. Linh kiện thì nó chạy, linh kiện đời mới các bác nhá, vỉ tím linh kiện đời mới thì nó rất là gọn gàng thôi. Và nó chạy linh kiện bằng tụ nhôm, rất là cao cấp các bác nhá. Bằng tụ nhôm. Đấy. Nhiều bác bảo là cho anh xem ruột đây, ok, cho các bác xem ruột luôn, thoải mái luôn, vỉ tím luôn nhá. Hộp sóng to rất to luôn. Sóng rất ổn định luôn. Và sóng của nó là cái gì ạ? Sử dụng jack ca lông và jack 6 ly, anten đầy đủ hết các bác nhá. À, cho các bác xem này. Linh kiện tụ nhôm, hộp sóng rất to luôn. Và như các bác biết thì những cái dòng mic DB thì các bác tháo ra là cũng chỉ thế này thôi, nhưng quan trọng nó chạy linh kiện đời mới nên tiếng rất hay các bác nhá. Ok, về phía tay các bác nhá. Đây, tay thì rất đẹp luôn. Đấy, tay rất đẹp luôn các bác nhá, quá đẹp luôn. Mic 6 số cảm biến gia tốc có tự ngắt, model là K9900 Plus các bác nhá. 6 số tự ngắt cảm biến gia tốc có tự ngắt. Và bên em sẽ bảo hành các bác 6 tháng bộ mic này, được chưa ạ? Bảo hành 6 tháng bộ mic này với mức giá ngày hôm nay vẫn tiếp tục là 1.950.000 mềm bao ship các bác nhá. Khẳng định tất cả các bác tiếng mic cực kỳ hay luôn. Cảm biến gia tốc 6 số có tự ngắt, có cả gia tốc các bác nhá. Chất âm mic tiếng sao tiếng dày, các bác về cứ alo cắm vào các bác test thử, đúng không ạ? Thoải mái, các bác cứ test thử thoải mái xong mới thanh toán các bác nhá. Các bác không phải đặt cọc gì cả, bên em sẽ không phải không cần các bác cọc mic này. Các bác cứ đặt đơn hàng, nhận hàng các bác test kiểm tra hay thì các bác lấy, ok chưa ạ? Bên em sẽ bảo hành cho các bác 6 tháng của mic này và sẽ đầy đủ phụ kiện cho tất cả các bác với mức giá là 1.950.000 bao ship. Và số lượng em chỉ còn có 5 bộ thôi, không còn nhiều các bác nhá. Còn có 5 bộ duy nhất thôi. Đây, rất đẹp luôn các bác nhá. Mic tiếng hát cực kỳ nhẹ luôn, đúng không ạ? Cực kỳ nhẹ luôn. Chất âm mic cực kỳ hay. Đấy, và mic B3 này em cũng bán nhiều rồi. Các bác có thể là về các bác cứ test kiểm tra thanh toán các bác lấy các nhá. Ok chưa? Alo lại thử các bác nghe tiếng mic nhá. Alo lại các bác nghe thử tiếng mic nhá. Được chưa? Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 alo 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tuổi đời chân đất côi gót mòn đai lộ buồn đèn đêm bóng mờ nhạt nhòa dì vắng tâm tư đi vào dì vắng đường tình không chung lối mang lối tiếc cho nhau. 1 2 thật sự các bác giải chép đúng không ạ, giải chép sao tiếng, giải chép, giải chung, giải bát, giải mít lâu nghe rất ok luôn. Đấy, mic đang bật của anh nhá, 6 số tự ngắt cảm biến qua gia tốc các bác nhá. Đấy, và khi mic đang mở như này đúng không ạ, 1 2 đây các bác nhá, mình rơi này nó sẽ gia tốc tự ngắt luôn, ok chưa, cầm vào cảm biến là kêu luôn này. Đấy, các bác nhìn này, được chưa? Và sẽ để sau khi 3 giây là sẽ được tự động ngắt. Và đối với dòng này phiên bản cực kỳ là hiếm rồi các bác nhá, đúng không ạ? Rất đẹp luôn và số lượng cũng không có nhiều đâu, em chỉ còn có 5 bộ duy nhất thôi. Bác nào chốt nhắn tin trực tiếp cho em qua số điện thoại nhá, 0352 910099 các bác nhá. Với bộ mic này bên em còn có rất ít thôi. Đó, em sẽ test thử bác một đoạn nữa nhá. Lên 1 2 3
5, 6, 7, 8, 9, 10, lên. Kính thưa quý vị, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ai, các bác chốt vui lòng chốt mic nhá. Các bác chốt mic ạ. Các bác chốt mic nhắn tin cho em trực tiếp cho em qua số điện thoại nhá. 0352 9109. 1.950.000 bên em bao ship, bảo hành các bác 6 tháng nhá. Đầy đủ phụ kiện luôn. Bông 1.950.000 bao ship, bảo hành các bác 6 tháng. Các bác chốt nhắn tin cho em trực tiếp qua số điện thoại 0352 9109 nhá. Để 1 2. Họ đi được 1 2 5 6. Tôi với là hai đứa nguyện yêu nhau tha thiết từ đây cho đến ngày bạc đầu. Đi 1 2 5 6 7. Đi 5 6 7. Đi. Tiếng mic chất âm cực kỳ hay luôn. Các bác không cần phải cọc, các bác cứ nhận hàng kiểm tra test thanh toán. Ok chưa? Các bác vui lòng liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại nhá. 0352 9109. Các bác chốt tin nhắn là comment tin nhắn là các bác nhắn tin ạ. Chốt mic B3 nhắn tin qua số điện thoại bên em là bên em sẽ có nhân viên chốt đơn cho tất cả các bác. Ok, các bác xem video ủng hộ và xin một like nhá. Và hẹn các bác vào những video tiếp theo.